hai hai bia này, mini lab là Fuji lab cũng được ha. Bia này màu lông rất là dày luôn nha, lông chỉ dày thua sư tử một tí thôi. Bia này cũng là bia mini lab nha, bia này lại vừa tròn một tháng tuổi này, nó nhỏ hơn cái bia mini lab sáng một tí ha. Bia này có hai bia luôn, đây hai bia này, hai bia này là anh em ấy nha, cùng một nghĩa đó. Hai bia này nhỏ hơn bia sáng một tí ha. Bây giờ mình coi thử giới tính ha. Bây giờ là máy biến này là đang ở trong cái giai đoạn là đang mới bắt đầu tập ăn này, nên thành ra là máy biến nó sẽ ăn và giặt đồ ăn rất là nhiều, giống như nhiều máy. Nếu mà nhà bạn này mà có mấy em bé thì biết là tụi nhỏ nó sẽ giặt đồ ăn rất là nhiều, nhìn nó dính đồ ăn người, nó dính đồ ăn khá là nhiều luôn nha. Mình coi thử nha. Bé mini lab này trắng này là một bé đực nha. Nhìn trắng, nhìn cute ra thôi, người ta làm men đó nha. Đây biết rồi. Đây là một bé đực nha. Nếu các bạn này muốn mua cặp thì có thể mua bé trắng này với lại bé mi lót xám kia cũng được nha. Tại bé này là đực này, còn bé kia là cái đó. Rồi đây là một bé đực nha. Rồi để mình coi thử cái bé mi lót còn lại là đực hay cái ha.